Kính thưa anh chị, thì bữa nay anh Bảy với anh Ba anh ở trên thành phố xuống, thì tiếp ở nhà của cậu Tám nó đây, thì tôi thành thật rất cảm ơn mấy anh mấy chú chị em đồ, rất cảm ơn nhiều. Thì tiến độ thì mừng bữa nay nó hai ngày cũng tạm ổn, cũng lợp đồ xong xuôi, bây giờ còn dắt đồ thôi, lót gạch đồ nữa. Thì lợi ơi, bữa nay là lợp trên nóc là vừa xong, mưa cũng anh em cũng gắng làm, cũng rất là cảm ơn nhiều. Tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương, hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Dạ, thưa cô chú anh chị, thì hôm nay Nghĩa xin báo một cái tin vui là hôm nay là lễ khởi công. Khởi công làm nhà mới cho chú Tám này cô chú anh chị. Đây là hoàn cảnh của chú Tám mà ở trong căn nhà rất nát, mà vợ cùng con chú đã mất 8 năm nay cô chú anh chị. Thì qua những nội dung video đó thì Nghĩa được anh Quang, chị Hiền, Việt Kiều Mỹ ở Việt Kiều Mỹ đó tài trợ để cất lại cái căn nhà mới cho chú Tám đây. Thì cái căn nhà được Nghĩa xin mô tả cô chú anh chị là sẽ cuốn nền lót gạch men, và đồng thời ở trên thì tiền chế đó cô chú anh chị. Cũng mong rằng qua cái căn nhà này thì cuộc sống của chú Tám sẽ đỡ vất vả hơn những ngày mưa cũng như là những ngày nắng. Cô chú anh chị thấy thì trong lúc mà Nghĩa xuống quay thì nhà chú trống và gách nát hết trơn. Qua đó đồng cảm với hoàn cảnh của chú thì anh Quang cũng đã gợi ý và Nghĩa hỗ trợ cho chú một căn nhà. Thì ngày hôm qua thì ở đây thì Dượng Bảy cũng đã dỡ cái phần nhà nè. Hôm nay thì anh em ở Đồng Tháp xuống đây để đào xung quanh cũng như là làm cái nền để chuẩn bị sắt vô rồi cái tiếp tục. Cũng không biết là bao lâu mới rồi nữa đây, để Nghĩa sẽ hỏi mấy anh thợ. Dạ con chào Dượng Bảy. Là hôm qua là Dượng dỡ cái nhà này hả Dượng Bảy? Hôm qua dỡ, tối ngày hôm qua luôn. Dượng với ai dỡ? Với bả phụ nữa. Chú Tám có tiếp Dượng cái gì không? Tiếp gì đâu. Đuổi ổng đi về chở nha. Ở đây cây cối không, đâu cho ổng ở đây đâu, ổng có làm gì được đâu. Chú Tám ra nhổ cột đâu chứ. Nhổ. Ổng không thấy đường nữa rồi ra cây cối rồi sợ rớt đầu ổng thôi, ông đi vô chổng hai chồng tôi làm không ơi. Là con mình Dượng với cô Bảy dỡ ngày hôm qua. Bả tới trưa, bả 11 giờ bả mới về, buổi chiều mới phụ tôi. Dạ. Buổi sáng rồi nó làm mình nên. Có mình nên luôn. Mình nên. Rồi sao Dượng leo lên rồi mình nên luôn hả? Lấy cây thọt thì có dám chèo đâu. Nhà nó tới. Nó tới rồi, con hổm con thấy đó, quay thấy đó. Những người này lấy cây thọt không? Bữa nay còn này tính có dàn giáo lên dỡ. Dạ. Thì không có nữa, giờ lấy cây thọt không, không có dám chèo lên. Dạ. Thì qua những ngày tháng mà Dượng Bảy tới lui để mà lo cho chú Tám đó, thì hôm nay được anh Quang chị Hiền là hỗ trợ để có một cái căn nhà mới, Dượng Bảy mừng không?
Trời ơi, rất là mừng, rất cảm ơn anh Quang với chị Hiền. Chị Hiền thiệt là rất là mừng cho ổng thiệt, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Trời ơi, mưa gió nhà cửa chập lên chập xuống thiệt. Thì là rất là mừng luôn, cảm ơn nhiều lắm đó. Dạ. À, qua căn nhà thì nãy anh Quang cũng có gợi ý là làm điện đài đồng loại cho chú Tám để kiểu như là chú không thấy đường đó. Dạ. Mà điện này cũng nguy hiểm thì đó. Dạ. Gầu rủ thứ hết trơn chú ơi. Dạ. Ông lớp nào ổng không thấy đường, ổng mò tới mò luôn thì dạ khổ lắm. À, đây con cũng giới thiệu với Dược, đây là mấy anh thợ này là ở Đồng Tháp xuống, là chỗ cũng anh em của anh Quang á. À, xuống để hỗ trợ làm nhà cho mình đây. Thì rồi sáng 4-5 giờ vậy chở anh ta xuống á. Dượng đâu có dám đi đâu đâu, ở nhà trực chiến bị về cô thủy cô điện. Anh ở nhà mấy ông thợ hôm nay xuống đó. Dạ. Thì ở nhà đưa nhỏ cháu hôm nay tổng kết nè, đưa rồi bỏ ăn chổng rồi chạy về đây. Dạ. Thì hồi mới thợ rồi xuống đó. Con cũng ở đây con phụ rồi, cũng mong là Dượng cũng tới lui đây giùm tụi con ha. Vì cũng phải lo nước nôi đồ cho con cháu chứ bỏ chết khác sao. Dạ dạ. Được cái nhà cho ổng thiệt rất là cảm ơn nhiều. Dạ. Thì không biết nói gì hơn thiệt. Dạ. Thì con gì đó. Con của chú Tám ha. Ờ. Dạ, để con vô con trò chuyện chú Tám chút chừng ấy ha. Dạ. Con gửi chú cái mic nha. Nay chú khỏe không? Khỏe thì nó cũng khỏe vậy mà bây giờ không thấy, giờ con không thấy luôn. Không thấy con luôn hả? Ừ. Sáng giờ chú ăn gì chưa chú? Hồi nãy anh là cho miếng gì đó. Dạ, ăn rồi ha. Ừ. Ăn no chưa chú? Chưa, trời chiều 7 bữa cơm xuống. À, bữa nay là có mấy anh xuống để làm nhà cho chú á, chú mừng không? Mừng. Dạ. Yeah. Cái gì cái được cái nhà ở khỏe. Dạ. Hồi nào giờ là trong tâm tưởng chú là sẽ nghĩ có căn nhà vậy không chú? Muốn có cái nhà ở mà tiền không có rồi sao giờ. Dạ. Yeah. Là bữa nay là mong muốn nó thành hiện thực rồi chú ha. Dạ, vậy là chú mừng lắm rồi. Dạ. Yeah. Rồi bữa nay con hỏi chú nè, năm nay chú nhiêu tuổi? Chú sinh 64. Lại nhiêu tuổi? 50 phải không? 50. Chú ơi, chú không có chịu, chú 51 luôn, nó 50 à. Chú là 58 tuổi. Dữ vậy? Sao ấy 50 mà 64? À, cô Bảy nói là cô Bảy 60, chú thứ 8 là 58 tuổi. Chứ chú sinh là 64. Dạ. Phải 50, 64. Bị giấy tờ cũng là 64 không à. Dạ. Là 58 nghe chú. Ai biết đâu. Thôi để con ra ngoài này. Thôi chú gắng lo ăn uống rồi vô cho nó khỏe nha chú ha. Rồi rồi. Dạ, đừng có nhịn đói nữa. Không có tiền nói gì nữa quả. Không có tiền. Có Dượng Bảy qua. Dượng Bảy cái Huy bảnh nhóc quá chứ. Chị có cô cho. Dạ. Dạ, giới thiệu cô chú anh chị, đây là anh Trầm, là thay mặt cho anh Quang để mà xây dựng căn nhà này. À, mình ở Đồng Tháp xuống anh hả? Dạ, Đồng Tháp. Dạ. Em là em của anh Quang. Dạ, em của anh Quang. Anh Quang có tìm xuống đây để xây dựng nhà cho chú đây nè. Dạ. À, qua khi xuống đây anh thấy hoàn cảnh của chú Tám này như thế nào anh? Trời, quá khổ rồi. Nhà giờ che để cố gắng làm xong cái nhà này cho chú có chỗ mà che mưa che nắng. Dạ. À, theo như anh là cái nhà này khoảng bao lâu mới gọi anh ha? Chắc dự kiến 3 ngày quá. 3 ngày nếu mà thời tiết tốt ha. Không mưa là phải 3 ngày xong. Dạ. À, là mình cũng cuốn nền rồi lót gạch. Ừ. Rồi dựng lên nhà tiền chế cho chú anh tiền ha. Mà cũng như vật tư là anh kêu hết rồi hả? Ờ, kêu xong hết rồi. Rồi giờ là mấy anh em đang đào vòng vòng đang cuốn nền. Ừ. Dạ.
Thì qua cái câu chuyện mà em quay cái video ở đây chỗ chú Tám thì anh Quang chị Sương cũng xem được đó. Dạ. Rồi thấy hoàn cảnh của chú cũng hỗ trợ cho chú căn nhà mà được mấy anh em ở từ Đồng Tháp xa xôi xuống đây thì thật lòng mà nói là em rất là cảm động. Thì cũng vì phi ba anh mấy anh em cũng 4 giờ phi là xuất phát đi đây à. Dạ. Xuống đây cũng kêu vật tư vòng vòng tới sáng tới giờ mới có xong. Dạ. Mới làm. Là mấy anh em cũng ở đây luôn anh hả? À, tối chắc ở đây nọ xong nhà xong mới về. Xong mới về. Xin cho 3 ngày xong hết 3 ngày về. Dạ. Ừ. Là mình ra ngoài nghỉ trọ sao anh hả? Tối chắc cho anh em ra nhà trọ nghỉ quá. Ở Dưỡng 7. Rồi mấy anh em ở lại rồi giờ có tính gì không? Thì ở đây tính gì tính. Ý là có chỗ ở không? Vô chợ trước là nhà của Dưỡng thì không có. Thì bây giờ có bụng ở ngoài. Đó. Thì giờ anh em ở được thì ở. Là có bộ ngựa ngoài ha. À, có nhà của chú Mười vậy hả? Không. Nhà Dưỡng hả? Bên nhà Dưỡng có bộ văn nhỏ làm sao đó. Rồi có cơm ăn không? Có chứ không có trời. Không lẽ giờ anh em cho được cái nhà giờ cơm nước không lẽ lo không nổi. Có gì ăn nấy nha. Có gì ăn nấy. Thôi con bé nhà Dưỡng cá nhóc quá trời. Thì quả gì cá mà chứ không có gì à. Ông ơi, Dưỡng có đi dở sớm không? Không được à. Muốn đi cảnh nữa thì đi quở thì đi kiếm à. Dạ. Dạ là con giới thiệu cô chú anh chị, đây là con của chú Tám là anh Hòa. À, nghe được là thông tin chú Tám được Mạnh Thường Quân hỗ trợ căn nhà đó, là hôm nay anh cũng gấp rút về đây để phụ dọn dẹp cũng như là tiếp nước nôi cho thợ. Dạ. À, mình là hiện giờ đang ở đâu anh? Mà Bình Dương. Bình Dương hả? Ủa từ Bình Dương anh chạy về đấy hả? Về hôm qua thấy Vĩnh Long. Về hôm qua. Dạ. Rồi ở trên đó là mình làm công ty đó sao anh? Dạ. Rồi cũng như là những ngày tháng, những ngày thường đó, thỉnh thoảng anh có về thăm chú không? Không thể làm công ty ít có được nghỉ thôi. Rồi Tết rồi mới về ha. Dạ. À, làm vợ anh là anh chị anh cũng làm chung với anh luôn. Dạ. À, anh được mấy cháu rồi? Một cháu. À, thôi cái thời gian sắp tới... nhính nhúc thời gian về thăm chú anh ha. Cuộc sống của chú ở đây em thấy cũng có nhiều cái lòng vất vả. Có những ngày em xuống thì chú ăn cơm nước mắm luôn. Trời ơi, nhìn thấy nó nó đau lòng. Mình nhính nhúc thời gian để về thăm ba. Em cũng hỏi anh nè, như qua cái hôm nay anh em xuống đây để mà lo phụ làm cho căn nhà cho ba nữa, anh mừng không, anh vui không? Vui hả? Cái đó là của anh Quang với chị Hiền ở bên Mỹ đó, hỗ trợ cho gia đình mình cái căn nhà. Anh có muốn nói gì với anh Quang chị Hiền không anh? Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị hả? Trời ơi, anh Hiền quá trời Hiền của chú anh chị. Là về đây mình về được mấy ngày, anh xin công ty nghỉ mấy ngày? Em xin nghỉ tận lắm, giờ xin về làm á. À. Về nói nhà vậy đó rồi nó cho nghỉ. À. Thôi về phụ với Dưỡng 7 rồi chạy vòng vòng ở ngoài nước đá này kia cho anh em uống ha. Dạ. Dạ. Rồi anh cảm ơn anh buổi trò chuyện hôm nay nha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì anh em hiện giờ cũng đào đã xong cái phần móng bên ngoài, chờ gạch cát rồi xi măng đồ vô bên trong thì sẽ tiếp tục xây lên ba cục gạch rồi đổ cát vô bên trong rồi cuốn nền, sau đó thì đổ bê tông lên và lót gạch cho chú. Sau cái phần lót gạch thì sẽ tiến hành cắt sắt dựng nhà. Bữa nay thì chỗ trên anh em trên Đồng Tháp xuống bốn người, ở đây có nghĩa nó năm và dựng 7 với con của chú Tám nữa là 7 người sẽ gấp rút mừng làm cho xong cái căn nhà này sớm hơn dự kiến của chú chị. Bởi vì cái những ngày này thì trời hay bất chợt mưa đó, rồi sợ cái kéo dài cái thời gian. Chú thì ở ngoài dựng 7 tre được, ở bên ngoài cũng gọi là ở được thôi chứ cũng không có kín đáo. Với lại anh em cũng còn nhiều công việc, nhiều cái căn nhà ở chỗ nơi khác nữa, cho nên là cũng gấp rút làm cho xong trong những ngày này để sớm bàn giao nhà cho chú. Đó là một cái tín hiệu rất là mừng. Thì Nghĩa cũng xin thưa quý cô chú anh chị, thì ngày hôm qua thì Nghĩa có đi trao nhà ở Hậu Giang, rồi bà con cũng rất là mừng được những cô chú anh chị, những Mạnh Thường Quân đồng hành cùng canh Nghĩa suốt trong thời gian qua, và đặc biệt là những cái món quà ý nghĩa và những cái mái ấm để mà che nắng che mưa cho những cô chú gặp cái nhiều khó khăn. Và đặc biệt Nghĩa cũng xin thưa quý cô chú anh chị, đây là những anh thợ này được gọi là trong
làm bằng cái tâm của chú anh chị. Mấy anh này từ Đồng Tháp xa xôi xuống đây 4 giờ khuya là phải thức dậy để xuống đây sớm để làm, thì cũng không có nghĩ ngợi điều gì nhiều, thậm chí là bằng làm bằng cả cái tâm của mình luôn. Cho nên đó là một cái tín hiệu rất mừng mà hôm nay Nghĩa gửi cái video đến quý cô chú anh chị các bạn đây. Cũng mong rằng là căn nhà chú sẽ sớm được hoàn thành để chú có cái nơi che nắng che mưa. Và hôm nay thì Nghĩa thấy con của chú cũng đã về, thì mong rằng sau cái có căn nhà mới này, cuộc sống của chú sẽ đỡ vất vả hơn, và chú sẽ có một cái công việc nào đó, hay là con của chú cũng thường xuyên về tới lui với chú để vơi đi cái phần nào những ngày tháng mà sống một mình trong căn nhà rất nát mà mưa lùa gió tạt cô chú anh chị. Dạ thưa cô chú anh chị, thì hôm nay nè ngày 14 thì Nghĩa cũng có xuống nhà của chú Tám đây. Hôm nay thì anh em cũng được đông hơn cô chú anh chị, đặc biệt là có những cái anh ở Sài Gòn xuống đó, là bạn của anh Quang cũng xuống để hỗ trợ phần bên sắt đó. Còn anh em bên ở Đồng Tháp với Nghĩa thì sẽ làm phần nền để gấp rút cho chú Tám sớm hoàn thành sớm cái căn nhà trước cái những ngày, trong những ngày mưa này cô chú anh chị, bởi vì những ngày nay là mưa rất là nhiều luôn. Rồi anh chào em Tùng. Rồi, mình dạ. Đang xây em hả? Đang xây em. À, bữa nay là mình xây phần này rồi không em? Rồi xây, mình xây rồi. À, ngày hôm qua là dạ. Anh cũng ở đây với em, mà em có thể chia sẻ ngày hôm qua là nói chung là anh thấy tụi em rất là cực luôn đúng không? Ngày hôm qua là, đúng lý là tiến độ xây phần ngày hôm qua rồi đó, nhưng hôm qua trời mưa rồi cái nó chậm trễ lại cái công chuyện của mình. À. Ngày hôm qua là hầu như là làm 2 tiếng, có ông trời ông mưa 1 tiếng. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái vô nghỉ cái xong ra tắt nước cái khu này. Dạ đúng rồi. Tắt nước xong rồi cái vô cái làm được chừng 2 tiếng ông trời cũng lại mưa 1 tiếng nữa. Là hôm nay là mình sẽ xây xong cái này vào buổi sáng. Xây hoàn thiện buổi sáng, buổi chiều mình cán mặt bằng. À buổi chiều cán mặt bằng, còn bữa nay anh thấy thì cũng có anh em ở Sài Gòn xuống đó. Mấy anh mấy chú ở Sài Gòn xuống thì phụ mình bên cái phần hàng sắt, hàng khung cửa, hàng cửa, hàng sắt ba cái cột nhà đồ bên kia. À, rồi như vậy là cái tiến độ ngày hôm qua em nói là 3 ngày, hôm nay có anh em đông hơn, còn thời tiết thì mình không biết nha. Đúng rồi. Nhưng mà theo em nghĩ là 3 ngày hoàn thành không Tùng ha? Miễn 3 ngày mình làm cực lực chứ không mưa không đồ chắc là hoàn thiện. Mà bữa nay anh thấy trời này không có đẹp đâu nha. Miễn trời mưa đó thì trời, tiến độ nó chắc chậm trễ lại. Bữa nay là mình ra làm sớm em hả? Làm sớm, 6 giờ mình làm rồi. Cho nên là mình tranh thủ buổi sáng ha. Rồi. Rồi cô chú anh chị ơi, bữa nay là đông rồi, có mấy chú ở Sài Gòn xuống nha, đang đo phong thủy luôn. có mấy chú mấy anh ở trên Sài Gòn xuống là cũng nhẹ lo cho anh em mình ha, tại vì làm 2-3 việc cái nó kiểu như là nó khối lượng công việc quá trời nhiều mà cứ lập chụp chùm mưa hoài. Lập chụp chùm mưa hoài thì đấu nó chậm lại cái tiến độ làm của mình. Với anh thấy con mình em là thợ hả? Rồi anh với anh Vũ với Phúc thì ba người phụ. Rồi. Giờ vậy ăn hiếp thợ. Đúng không? Thôi anh chúc em là làm hoàn thành sớm cái dự kiến Tùng ha. Rồi. Rồi mai mốt có dịp thì anh em mình gặp lại ở những căn nhà khác Tùng ha. Rồi rồi. Ủa là bình thường là mình cũng đi làm những cái căn nhà từ thiện về Tùng hả? Thỉnh thoảng mình cũng đi làm ở trên chảnh thì nó có đi theo cái đoàn. Đeo đoàn ha. Rồi. Đây là lần đầu em xuống Vĩnh Long em làm. Lần đầu xuống Vĩnh Long làm mình nên. Qua 2 ngày ở đây thì em thấy hoàn cảnh của chú Tám như thế nào Tùng hả? Thấy ổng thì cũng khó khăn. Rồi ổng cũng đi tới đi lui nó cũng hơi khó khăn. Tại vì chú không có thấy đường rõ Tùng ha. Đi khó khăn nên cái căn nhà này thì riêng bản thân anh cũng như anh Quang rồi cô chú anh chị thì cũng rất mong muốn là cho chú sớm có cái căn nhà che nắng che mưa. Rồi. Thôi anh cảm ơn em nhiều nha. Rồi rồi. Dạ thưa cô chú anh chị thì trước mặt là Nghĩa là
Dạ em chào anh ơi, anh cho em xin 5 phút đi. Dạ đây là bạn của anh Quang, là Mạnh Thường Quân đã tài trợ căn nhà này. Mà Nghĩa được biết một điều là anh từ Sài Gòn xuống. Dạ. Mình đã chở mình đi là lúc mấy giờ anh ha? 4 giờ. Dạ. 4 em, giờ là đề ba đi rồi đó. Em xin lỗi anh thứ mấy ạ? Thứ bảy, tên Lan. Anh Bảy Lan ha. Dạ và cũng như là được anh Quang chia sẻ là có làm căn nhà ở đây. Nên là anh cùng mấy chú với cô anh là đi xuống đây để mà phụ tiếp cho căn nhà sớm hoàn thành anh hả? Rồi. Em thấy anh xuống đây mà đồ đạc quá trời luôn nè, nước thì đem nước đem máy rồi theo cái phụ làm chứ. Nước quá, và đặc biệt là đây hỗ trợ cái gì gọi là lương thực, lương thực phải có lương thực. Nước suối lương thực, rồi có chả, có gì vịt quay rồi này kia, quay chả lụa rồi này đủ. Dạ. Em giới thiệu với anh đây là hoàn cảnh của chú nè, anh có thể vô anh. Chú là sống ở đây có một mình. Cái căn nhà ngày trước là nó chống ba bên uống phế luôn, những cái tên này dựng trên mà muốn sập luôn. Cô với con chú là mất mà trong cái khoảng thời gian sau khi mất đó là chú không còn nhớ gì hết. Bây giờ anh chú sinh năm 1964 mà anh hỏi thì chú chỉ nói 50 tuổi thôi. Sớm muốn phải 50 à. Buổi sáng chú ăn gì, buổi trưa anh hỏi là chú không nhớ luôn. Rồi mắt chú thì không thấy rõ. Mờ chứ. Sáng giờ chú ăn gì chưa? Nãy vô em ăn miếng mì. Cho nên là qua em quay cái video đó thì anh Quang đồng cảm đó, thì cũng tặng cho chú căn nhà. Chú sống đây có một mình à? Vậy là bây giờ chú ở đây có mình chú? Ừ, có mình luôn. Thôi cũng ráng làm xong chú ở chứ thấy nhà tại quá. Cái này là này cái trái đỡ rồi. Cái trái rồi che cho ấy chứ hôm trước là cái nhà bên nền mà chống lỏng à. Là ban đêm nếu mà trời mưa như hôm qua là chú bị ướt, nếu mà ngày trước á. Về nằm đỡ. Dạ. Đặc công của mình á. Ngày xưa à? Dạ, ngày xưa chú là đặc công. Giờ 80. Chú là đặc công của bộ. Đặc công của bộ. Nằm bên Thái với Campuchia rồi đó. À. Cái gì? Dạ không, con để cái mic cho chú hai nghe nói chuyện nghe. Được. Nhưng mà do giấy tờ chú làm thất lạc hết, giờ không có được hưởng. Bà không có được chế độ gì hết. Dạ. Không, bị hồi đó anh đi thế cho ngày anh thứ sáu á. Dạ. Rồi cái gì lấy tờ anh cầm hết trơn. Dạ. Chứ giờ như về đây với huyện đội, tỉnh đội đồ cũng lâu lâu cũng họp sổ cũng kêu. Dạ. Cũng đi họp chi bộ. Dạ. Rồi mỗi lần đi vậy chú đi bằng sao? Người ta rước chú hả? Ta rước. Rồi như vậy là mình làm lại hồ sơ được không chú? Hồ sơ gì? Hồ sơ mình đi đăng mình hưởng chính sách đồ này kia. Không có hưởng chế độ gì không? Có cũng như hàng tháng. Hàng tháng cũng có chế độ. Mà cái chế độ đó là cho anh lãnh luôn nè. À là tại hồi xưa đi chơi dùm trong anh tên tuổi ông kia. Tên tuổi ông kia, ông kia lấy. Cho nên chú giờ không có gì hết. Không. Đó là cái hoàn cảnh hôm nay em giới thiệu anh gì đó. Còn giới thiệu với chú anh là ở Sài Gòn xuống. Con ở trên Sài Gòn xuống. Con bạn của Quang xuống đây phụ làm nhà cho chú. Bạn của anh Quang mà tài trợ nhà cho chú á. Quang đâu? Nó chưa có về được. Anh Quang ở bên Mỹ. Thì anh này ở Sài Gòn xuống để mà phụ cho nó mau cho chú có căn nhà trong mùa mưa này nữa. Chú có gửi lời cảm ơn gì không? Có, gửi lời ơn chú Quang với anh em. Với anh Bảy nè chứ. Anh Bảy. Dạ, được rồi chú. Thôi ngồi nghỉ. Chú uống nước không? Có nước mà. Dễ. Hôm trước là em đến em quay tình cờ gặp chú ăn cơm với nước mắm. Trong nhà chú là không có muối luôn đó anh. Không có gì hết luôn. Dạ. Kiểu bây giờ chỉ bị có mấy cái dừa. Dạ. Bán dừa nào hay dừa khô được vài trăm ngàn. Chứ không muốn có mua thuốc trị 10 ngàn ta không bán. Bây giờ chú đi đứng đi lại đồ cơm nước đồ một mình được hả? Được. Chống dậy đi. Đây có mấy thuốc hả? Mà chú vô gạo đổ cho ngàn ơi. Không thấy được. Rung tay. Cái chân bị rung lắm, chân chú bị thương hả chú phải không? Anh mày hay quay chú.
Đây là con của chú. Chú có hai người con. Mà một người mất rồi, còn bạn này là anh hả em? Dạ. Là làm ở Bình Dương anh. Làm Bình Dương rồi cũng như là cuộc sống cũng khó khăn rồi Tết rồi này kia mới về một lần. Sẵn đây thì có mấy anh em cũng gửi gắm là sau này em thường xuyên về hơn á, mình tranh thủ về, tại vì ở đây ba sống con mình à. Con mình. Em ngồi xuống ngồi xuống với bà đi. Đó là có những lúc mà anh đồ cô chú lại thấy cũng từng nghiệp ba cái lắm. Bữa anh lại là không có muối, không có gì ăn luôn á. Rồi tình cờ gặp chú đi bên cô Bảy về đó, bưng chén nước mắm về, rồi vô ăn cơm với nước mắm. Ăn bánh mì hai quay thử coi, hai quay mua ở Vĩnh Long á. Xuống tới Vĩnh Long mới mua. Mua chảnh sớm á, sợ xuống đây nó nguội. Dạ. 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 Mà có một cái câu chuyện là chú đốt nhang cho con chú á. Là con chú nói sao chú kể đi chú. Đó, thôi đừng đốt cha. Đốt cặp đầu đau. Dặn dặn lỗ tai nghe. Không đốt luôn. Nói cha đừng đốt, đốt cặp đầu đau. Từ đây qua đây là bị gì mất đó, đó bị té xe. Té xe 2m3 là để cái lâu cho mất lâu chứ. Mười mấy năm. Mấy năm. Cái kèo vách này xuống hả? Đâu đây 9 năm bả mới mười mấy năm. À, đây Trinh có muốn nói lời cảm ơn gì chú không? Chú này ở Sài Gòn xuống này anh cũng quên giới thiệu nữa. Cảm ơn anh xuống ra đó hỗ trợ với mẹ ta đó. Là em bữa mấy bữa nào mới đi? Dạ có bữa thứ bảy. Là em vô làm. À, mình xin nghỉ được một tuần em hả? Dạ. À, là nói là ở nhà công việc của ba là có các nhà rồi này kia vậy đó, mình dạ. Xin về. Dạ. Rồi mai mốt tranh thủ về thường xuyên nha. Dạ. Có một người con à, giờ còn người con cô thì mất rồi. Hai người còn người à. Dạ. Có vợ và bên vợ cũng khổ. À. Còn Dương Bảy ơi. Dương Bảy. Đây là cái Dương Bảy là anh rể của chú Tám. Mà làm người thường xuyên qua lại để chăm sóc cho chú Dượng vô trong đây à, cho chú Tám. Còn con giới thiệu với Dượng, đây là bạn của anh Quang ở Sài Gòn xuống ngày hôm nay để phụ bên nhà mình cho mau rồi đó. Cũng ngày nay cũng đem lương thực hỗ trợ này kia, máy móc thiết bị rồi này kia, cố gắng làm để cho nó xong. Thì trước nhất thì cảm ơn mấy anh thì giúp đỡ cho em, tôi thì rất là cảm ơn mấy anh mấy chị đồ. Có xe ngang hết chứ? Không biết nói gì hơn. Thì rất là cảm ơn nhiều. Làm xiên, con không làm cột này, con làm xiên. Làm xiên nữa mình để cái giả lên mình. Dạ thôi con cũng cảm ơn anh Bảy nhiều ha. Dạ trời ơi, đường xá xa xôi từ thành phố xuống đây. Rất cảm ơn nhiều nữa thì giúp đỡ không biết nói gì hơn thì quá trời mừng luôn. Thấy anh chú anh thấy nhà cửa mới làm cái trái là trời quá. Cái trái này là lành lặn rồi đó. Bữa hổm là nhà bên đây tan nát luôn hả? Nó không có còn hỏi chú ấy, không có còn cái gì hết trơn. Bữa là bên Nghĩa cũng làm đây cho chú à. Cái này là Dương Bảy làm. À, bên đây Dương Bảy làm nhà. Dạ. Yeah. Đây thì 5 tắc. Đó vậy thôi. Chú muốn để 5 tắc không? Dạ thôi, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Mình để cho thấy vừa được. Chú ăn đi. Chú ăn đi cho nó. 5 tắc 6 tắc mình không quan trọng. Dạ cô chú anh chị thì hy vọng là là hôm nay sẽ sớm hoàn thành cái căn nhà cho chú. Cô chú anh chị thấy là còn cái quay còn có một bên nữa thôi, một cái chữ L nữa là xây xong rồi, cái phần ban ra cái mặt bằng nè, ban ra mặt bằng xong thì bên mấy chú mấy anh ở Sài Gòn xuống thì sẽ hàng sắt. Bên phía bên kia thì cũng mượn được cái xăng của người ta đó, qua đó để hàng khung rồi sẵn cơ bản những cái gì đó, rồi xong khi mặt bằng này được làm hoàn thành thì sẽ gấp vô. Mấy anh sẽ về lại Sài Gòn, còn anh em ở đây thì tiếp tục lợp, tiếp tục lợp cũng như là hoàn thành cái phần vách. Buổi chiều mưa cô chú anh chị ơi, nhưng mà ở đây thì anh em cũng gấp rút làm để mà cho kịp tiến độ tới ngày hôm nay để bàn giao nhà cho chú nè. Hiện giờ thì mấy anh ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn cũng còn nán lại ở đây để tiếp tục làm những cái trụ vách nè cho nó cứng cáp.
hôm nay thì cũng đã lọt được cái phần kênh. Đó, lọt được phần kênh rồi nè. Thì còn ở phía trước cũng như vách và cái nền này, hy vọng là ngày mai trời, hy vọng ngày mai sẽ xong để bàn giao luôn nhà cho chú Tám. Chị bữa ăn được luôn anh hả? Ăn luôn chứ sao bây giờ, ráng làm cho chú Tám cũng ở chứ. Nãy giờ mưa rất là nhiều luôn cô chú anh chị, giờ mưa vẫn còn ở bên ngoài nè. Mấy anh vẫn tiếp tục làm luôn. Là bữa nay tiến độ mình tới đâu anh? Chắc có thể là làm xong luôn á. Xong phần cái khung sắt ha. Cái phần sắt rồi lọc ton thì làm tới đâu là hay tới đó. Dạ. Cố gắng hết sức luôn. Thấy hoàn cảnh chú Tám cũng khổ quá. Dạ. Là bữa nay anh về lại Sài Gòn luôn hả? Làm xong là chắc về lại luôn. Dạ, rồi còn cái phần móng thì ở đây tụi em làm. Phần móng để lại đây Nghĩa với lại bên em bên đây làm. Dạ. Trời ơi, nước mưa nó còn ở trên đây luôn nè, hàng được luôn anh hả? Hàng nước luôn mà. Hàng nước luôn. Rồi. Hàng nước luôn rồi. Đấy. Hàng nước luôn rồi. Đây cái cây còn dính nước mưa nè cô chú anh chị. Hả? Thợ hàng á, thợ hàng có bằng thợ lặn luôn á. Thật chứ ở làm ở Vũng Tàu á, thợ hàng là phải biết thợ lặn á, lặn biển hàng mà. Ôi, được luôn hả anh? Được chứ. Dầu khí á, hàng dầu khí là phải lặn xuống biển, lặn xuống đáy biển hàng mấy cái ống chứ. Rồi điện mình sao? Nó xài bằng cái điện khác. Chứ không phải này. Hàng dưới nước mà. Chứ không phải xài điện này đâu. Rồi cái phần cửa này là cái kích thước sao anh Bảy? Cửa này lấy số cũng lâu quan số đẹp luôn. Dạ. 80 cao 1m96. 80 lẻ 5. Số đẹp luôn. Dạ. Cửa trước đi vô thì bên phải. Dạ. Mà cửa sau thì bên trái. Là cái cửa sau không có để thông nhau. Dạ. Không có để thông nhau được. Dạ. Cũng như là ở đằng trước nhìn ra là không có thông sao? Đúng. Để cho chủ nhà làm ăn được ha. Vô bên phải rồi ở sau là ra bên trái. Ở trước vô là vô bên phải. Đúng rồi. Rồi khi sau mà muốn đi ra là ra bên trái. Ra bên trái. Cố gắng làm cho xong cửa cho chú Tám nè. Dạ. Ghép bán lại luôn. Mấy cây này có thể chôn luôn cũng được. Dư à. Dư chôn cũng được. Mấy cây này tắn ở dưới luôn cho nó khỏi tống. Sợ cây tấm không? Có hồi mình còn hàng cây ngang chứ. Hàng cây ngang vô đây đặng mình tấm lên đó. Đây vô nó. Khung 16. Rồi tranh thủ chút là nó bớt nước cái là lên mình lọt cái máy kết trước luôn nè. Cho bớt mưa toàn bớt nước ra. Cho bớt nước cái mình lên mình lọt cái máy kết luôn. Dạ. Cho đâu đó nó rút nó gọn gàng ngay. Máy kết như vậy coi 2m7. Cái hàng trước ra là nhiêu anh? Trước ra 2m2. Dạ. Rồi dịp cao nó lên 5 tấc nữa. Là ra mình mua ton này 2 thước 7. 2m7. Dạ. Rồi cái chỗ này có thể là mình ton dài thì có thể mình bẻ mình lặn luôn. Lặn ton lặn luôn. Gốc ra lên luôn á. Lót cái ton dài trước đi. Rồi cái ton cục thì ốp thì sao? Cái tấm này mình bẻ luôn nè. Tấm này bẻ hả? Bẻ lên rồi nè, bẻ lên 5 tấc rồi cho ăn trên. Rồi mặt dưới là mình đi dưới luôn xuôi luôn á. Là mình lặn ton dưới đất rồi mình đưa lên luôn. Bẻ dưới, cố gắng bẻ dưới. Đúng ra là trắng. Đúng ra nó trắng ở dưới. Bẻ trước đi rồi hai. Đó mình lên mình đo thử coi. Vậy. Mày đo từ cái đầu cào này vô tới cái góc này coi nhiêu. Để anh biết xuống đây mình đo mình bẻ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì hôm nay là ngày thứ hai, thì qua ngày thứ hai khởi công xây dựng nhà cho chú Tám nè. Phần móng cũng như là phần trên thì cũng đã được lập, còn vách
với lại những cái khung cửa lặt vặt, và ngày mai thì anh em sẽ lót gạch men. Thì bây giờ là những anh những chú ở Sài Gòn cũng sẽ đi về, tại vì một ngày nay thì cũng đã làm rất là nhiệt tình, và hầu như là mấy chú mấy anh không có nghỉ trưa luôn để kịp thời cái tiến độ đó. Mình nghĩ cũng xin quay lại để quý cô chú anh chị xem cái nhà ngày hôm nay như thế nào. Thì thưa anh chị, thì bữa nay anh Bảy với anh Ba anh ở trên thành phố xuống, thì tiếp cái nhà của tổ tám ở đây, thì tôi thành thật rất cảm ơn mấy anh mấy chú chị em đồ, rất cảm ơn nhiều. Thì tiến độ thì mừng bữa nay nó hai ngày cũng tạm ổn, cũng lợp đồ xong xuôi, chỉ giờ còn dắt đồ thôi, lót gạch đồ nữa. Vậy lời ơi, bữa nay là lợp trên nóc là vừa xong, mưa cũng anh em cũng gắng làm, cũng rất là cảm ơn nhiều nhiệt tình. Buổi trưa là không nghỉ trưa, không nghỉ trưa luôn, ăn cơm rồi là làm luôn, làm trời mưa dầm mưa rồi luôn hết trơn. Thiệt thì rất là cảm ơn mấy anh. Thì chúc anh về thượng lộ bình an. Chúc anh em mình gặp lại, có khi nào đi ngang thì ghé em chơi. Cảm ơn như vậy. Thôi chào. Công việc mình đây cũng tạm ổn rồi. Bây giờ máy là cũng xong rồi, bây giờ máy kết trước cũng xong rồi, bây giờ chỉ còn cái phần là cái phần tôn vách thôi. Vách nữa. Phần tôn vách chắc mai để lại cho nhóm anh em ở đây người ta làm. Thì nói giờ thì ba anh cảm ơn thật nhiều. Làm không nghỉ trưa, mưa gió cũng gắng tiếp. Bên cạnh đó cũng không à, một phần không nhỏ là cũng có nghĩa phụ xây thôn. Bên cạnh đó cũng có nghĩa đó nè. Thì anh em là cũng nhưng mà em nói với anh nè, là ngày hôm nay anh xuống đây á thì có nhiều cái cung bậc cảm xúc cũng như là thời tiết. Đúng rồi. Buổi sáng anh xuống là trời rất là nắng. Đúng. Nhưng buổi chiều thì trời bất chợt cứ đổ mưa. À, nhưng mà công việc cũng xong. Dạ. Thì đó là mọi sự cố gắng của tất cả cô chú anh em để mà ngày hôm nay có được cái máy này, chứ thật ra nếu mà có nghỉ trưa hoặc là nghỉ mưa rồi này kia chắc không rồi. Cũng chưa chắc gì được cái máy luôn. Dạ. Không có ba anh này chưa, bữa nay chưa có máy đâu. Chưa có lập được máy đâu. Thì là phải cố gắng làm để cho có cho chú Tám cũng nghỉ ngơi rồi kia, chứ thấy cái hoàn cảnh chú cũng khổ quá. Nằm cái căn chòi ọp ẹp nó siêu dẹo không biết sụp lúc nào. Mấy bữa trước anh xuống anh thấy còn tạm, còn khổ nữa. Tệ nữa hả? Thì anh thấy nghe quay là anh thấy vô kêu nhà cái trời không à. Thôi giờ xin phép ba rồi, anh về khỏe nha anh Bảy. Rồi khỏe. Em cũng thay mặt bà con ở quê ở Vĩnh Long này cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc mấy anh ngày hôm nay cũng như gia đình là luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ và làm ăn phát tài. Cảm ơn Nghĩa. Rồi tạm biệt Nghĩa. Dạ. Rồi ba Nghĩa. Thì đây Nghĩa cũng xin quay lại cô chú anh chị xem là cái phần vách thì ngày mai anh em sẽ tiến hành làm thêm, cũng như cửa mấy anh cũng đã gắn rồi, chỉ còn bắt thiết vào thôi, bắt tôn vào thôi. Ở trên thì đã lập xong thưa cô chú anh chị, còn cái phần nền ở dưới thì ngày mai sẽ mua cát thêm để đưa vô cho nó bằng người ghém hồ, sau đó là sẽ lót gạch bông lên, gạch men lên cho chú được sạch sẽ hơn. Và đó là cái nội dung video mà Nghĩa gửi đến quý cô chú anh chị các bạn với từ cái ngày khởi công cho đến cái ngày thứ hai để làm căn nhà cho chú Tám đây. Thì cũng không quên cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ.